lớn đầu tiên có thể thuộc về phía họ. Chênh lệch về cấp độ nha. Nhưng mà Caris hơi bị thấp máu. Lehen vẫn đang quấy rối liên tục, cùng ánh sáng đang bắn tới. Nếu như nó trúng thì cũng khá là mạnh về mặt sát thương lúc này. Nó trúng cả hai. Ti đang mất tập trung và không thể nào giữ được con ba sứ giả. Mất sứ giả rồi, pha giao tranh thua hoàn toàn. Liệu Morgan có làm được gì không? Ta đang sử dụng cú khô máu của mình để lao vào chặt chém, nhưng kết ở Tóc Biển bỏ chạy. Morgan thấy rằng đồng đội mình đi hết rồi, Morgan cũng phải rút lui mà thôi. Pha Tóc Biển lên của Lehen giữ chân Morgan lại. Morgan bị đá và Kim đã giữ được Morgan. Thôi cũng đi luôn. Đá thẳng sát thương chuẩn rất khó để có thể đỡ, và đây sẽ là tình huống băng trụ kim ngang rất mạnh ở thời điểm hiện tại của Lương Thiên Nhiên luôn. Đến từ chiêu cơ sát thương này là quá nhiều đến từ bộ đôi bên phía OKT Roster. Chỉ là còn chưa vào được top 6. Với chiến thắng này họ sẽ thăng bằng được điểm số với 9 đối thủ của mình là Bion, nhưng vừa rồi là tình huống rút chân 3 người đến từ Cớt. Pha tấn công đến từ Bion đổ bè và chuẩn bị họ bị ăn phản công. Aki chuẩn bị nằm xuống, Kim bọc hậu ở bên đầu và con cơ mưu này nó đá hết. Không có tốc biến đến từ Kim, nhưng vẫn là hai mạng đơn giản dành cho OKT Roster. Morgan đang phải đối mặt với một con báo cai tương đối trâu đến từ vị trí của Cơn, thậm chí là dùng luôn chiêu cuối Oni. Tốc biến đến từ vị trí của Cơn làm chậm Morgan, có luôn bụi cây quỷ gì trói lại vì đi xuất ồn, và điểm hạ gục đã có dành cho mình. Một tình huống gây sức ép để phía anh ta không kiểm soát được lính một cách tốt hơn mà thôi. Còn băng trụ thì sao? Họ sẽ cần phải xử lý tốt pha băng trụ này. Lee Sin chỉ cấp độ 5, họ bắt đầu tấn công, hiếu khống chế bồi vào là quá nhiều. Morgan tốc biến và sau đó thì anh ta lên bảng không kịp đánh hạt thông nổ. Cũng vừa rồi đường trên đó là một pha đẩy với góc độ thực sự rất đẹp, nhưng cú chiêu cuối thì lại đưa ra trễ. Và DNDN ăn quá nhiều sát thương từ trụ, không còn tốc biến nữa. Morgan sẽ có solo kill. Anh ta đang tốc biến để né cú quy bà, và Đức Nộ cùng với Quy Nộ đang chuẩn bị sẵn sàng một mang hàng gục solo kill để gỡ gạc lại thế trận dành cho đường trên bên phía của Brion. Các đội hình bên phía của Brion mà thôi. Thậm chí là sức ép ngược trở lại đang đến từ thành viên bên phía của đồng chí Rapop. Còn với Brion thì họ đang đẩy thêm một quay lính nữa ở vị trí của Morgan, và tầm kiểm soát hạt rộng bỗng nhiên thuộc về Đông Xin. Họ sẽ có tình huống chủ động hơn. Selby anh ta kích vô hành cương và anh ta gặp nguy hiểm với tình huống dính làm choáng đến từ cái bức tường được Caris đặt ra, nhưng Caris bắt luôn tốc biến rồi. Góc này thì DND anh ta đang quẩy giữa 3-4 thành viên đối phương. Anh ta có cú quy 3 trước khi mà lấy bảng điểm số. Vital đang được bắn quăng đến chân trúng hai người, nhưng Morgan đang làm hết với tình huống thân cá sấu của mình. Anh ta quẩy hết tốc biến bắt choáng thành công từ Morgan. Tách này rất nhanh đến từ Conmi, nhưng Morgan đang cô độc tấn công và cặp hậu ở phía sau. Đối từ con bài đường giữa đồng chí Rapop, tấn binh của đồng chí vẫn đang làm rất tốt mở đường, nhưng vẫn dịch choáng đến từ vị trí của DNDN. Sát thương trông vào đến từ bên phía của Bion. Và DNDN vẫn sâu không, tên xuyên phá đến từ Hena, hạ sát thành công có nội tại đến từ Hena. Anh ta đang tay đua với Vital, nhưng Vital bắn khá lực trong tình huống này với vô cực kiếm. Và Bion có vẻ như họ sẽ cần phải rút lui khi Conmi cũng đang di chuyển ra, và Selfie cũng tương tự là như vậy. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà họ hạ sát thành công được con tướng trâu nhất của Đông Xin, đó là Sàn Tể. Áp lực đến từ trừng phạt Lee Sin của Selvi là có nha, và họ muốn 50-50. Cơ hội đến từ Bion. Tôi nghĩ rằng họ nên cần câu để đánh ngược ra với những tình huống đặt vòng tới từ Caris, và thôi sóng âm găm trước đến từ vị trí của Selvi, nhưng trừng phạt thành công đến từ vị trí của Amty. Và đây sẽ là pha rút lui đến từ Bion, nhưng họ rút kiểu gì đây? Họ đang rút lui lên cánh trên, mời gọi Đông Xin với tình huống tấn công. Nhưng liệu đôi bên sẽ tấn công như thế nào? Selvi sóng âm găm thẳng vào van hơn trong tay của Hena. Hai bên vẫn đang rèn giữ nhau. Góc này có pha bắt choáng đến từ Morgan, nhưng anh ta dính làm choáng. Anh ta sắt được lùi về, tránh được một tình huống quang điện trần đến từ đối phương, nhưng Vital nhanh như điện lướt qua tường. Anh ta dính choáng đến từ Caris, nhưng không sao, bật luôn thanh tẩy tấn công thẳng vào Morgan. Morgan thấp máu. Bên này Selvi lên bảng điểm số trước, Amty đoạt xác được, nhưng anh ta cũng đi theo luôn. 2 điểm hạ gục, 3 điểm hạ gục. Cú double kill dành cho bên phía của đồng chí Rapop. Đây là cú quý 3 thẳng vào mặt của Efron. Natini rớt vừa hóa Natini, và con mắt mà anh ta cắm nó không phát hiện được tình huống di chuyển tới từ Amty. Morgan kích luôn cho mình tốc hành và đại thử thách. Rớt đã phải tốc biến đi, vẫn là pha lao theo, nhưng làm choáng đến từ Amty đã hơi ngoài tầm. Và đó, làm thế nào để ngăn cản Umayushi khi mà anh ta đang có súng hỏa gục với con rồng nguyên tố thứ 3 mà C1 được triển khai đây? Rất khó để cho Amty anh ta có thể vào được khi một lượng chống chịu của anh ta ở thời điểm hiện tại sẽ rất ít trước còn chức lượng sát thương mà Aphelios trong tay của Umayushi có thể tạo ra. Và đây sẽ là tình huống tranh cướp. Hai bên vẫn đang lườm nhau. Faker đang vào thế, Honor cũng đang vào thế, sẵn sàng với thông nổ. Vào trước đến từ vị trí của Caris, nhưng anh ta dính ngã tư, bắt buộc phải lùi về, dùng luôn sát chiêu hoàn hảo để có thể rút lui. Và đây là pha phản công đến từ các thành viên bên phía của C1, dẫn hất tung 3 người. Góc này có ánh trăng dẫn lối quá đẹp, bắt đến từ Umayushi, và Brion chỉ có thể chạy trong tình huống này, và thôi họ mất. Không ai bên phía Brion có thể can thiệp vào con Baron này cả. Một tiếng dịch chuyển xuống khu đường dưới giữ trụ, chiêu cuối đẹp. Morgan bị trụ bắn và anh ta nằm xuống. Mang hàng gục solo kill tiếp theo cho rất trong ván đấu này, nhưng anh ta không có tốc biến nữa. Caris bị trụ bắn quá đầu và anh ta tung sát chiêu hoàn hảo để bỏ chạy. Hơi khó. Hỗ trợ cho Kana đẩy đường thì được. Làm chậm, không thậm chí là hất tung. Ôi cam sóng âm. Ui, EQ, ôi. Chứ không đâu. Để thế dễ thế. Vừa rồi làm tình huống mà không có đủ sát thương để một đôi bên tiêu đi. Còn cánh trên này Morgan gặp nguy hiểm, anh ta phải tốc biến bỏ chạy với cú chiêu cuối từ Kana. rất ghê gớm. Kana đã giữ chân đối phương trong trụ cực kỳ lâu để sát thương trụ gây ra. Sau đó Kana lại hơi nhờn sự quan tâm của mình và thực hiện một vài những pha khai thác và Morgan thậm chí muốn có điểm số kiểu thôi sao mất cú đen tàn khốc rồi. Đi chứ còn gì nữa. Ẩu rồi. Tôi sẽ đi bộ về thôi nhưng mà Kana đang muốn báo oán. Không được rồi. Cây đèn với tình huống thả sứ giả ngay lập tức tấn công với lượng hiệu ứng được dồn vào, hôn gió thành công với từ Karis. Điểm hạ không dành cho Karis thì cú đá 3 người. Sau đó là hợp trận đến loạn trúng 3 người, bắt tay trúng 2 người luôn. Từ Đại Hena lại dính tình huống bị bớ lại. Anh ta có chiêu cuối và đi bộ về trong tình huống này thôi. Trừng phạt thành công từ cây nền, cướp nhẹ con màu đỏ của đối phương, sau đó di chuyển đi bộ về từ chiều Kana. Anh ta dính cú đấm thì không hề hấn là bao cả, quay lại nện tàn khốc. Anti dính xong âm vội cướp bay thẳng vào Anti, có thì buộc AP nhưng đó là rớt flat đến từ Kelvin, trúng rất nhiều người, ép luôn tốc biến đấy, chính xác ép luôn chiều cuối từ vị trí của Hena, dựng tương ra đến từ vị trí của Showmaker, khép góc thành công xạ thủ đối phương và Hena không còn gì để chạy nữa cả, anh ta nằm xuống với phi thành của Showmaker. Còn góc này thì đẹp đón đồng hồ để có thể câu giờ, anh đã nằm xuống với điểm shutdown dành cho vị trí của Morgan. Karis cũng tương tự như vậy, với tình huống cắm đồng hồ nhưng sát thương đến từ DK vẫn còn, trong khi đó sát thương đến từ Prior thì đã hết rồi. Đến từ cái bộ trang bị, một cú dịch chuyển đến từ Renekton của Morgan và phía bên kia thì Kana đang giơ tấm thân của mình ra để cản bước tiến đến từ 3-4 thành viên đối phương. Đó là chiều cuối được tung ra và hợp chế đoạn này không thực sự là đẹp nhưng phía sau lưng làm cú nổ long cước đối phương bay ngược trở lại. Ifox còn một máu giật về được. Phía bên kia thì Xào người lao vào quá ổng, đó chính là âm ti và đã bốc hơi nhưng Depp lại bị chăm sóc. Depp quay ngược trở lại, anh ta đã bắn, sát thương của anh ta chưa ai cũng được ai cả. Diêu xoay và có điểm vào cục này để cộng thêm một nội tài. Và ở khu vực đường dưới thì cái thế đẩy cũng không quá tốt cho lắm, và ở đường trên đang có giao tranh với nhau. Dudu mất quá nhiều máu bị đẩy về nhưng không vào tường. Morgan tốc biến lên, hai đòn đánh nữa thôi nhưng không đủ bởi vì Dudu kịp thời lướt về, thương của nó chưa đủ để làm khó bên phía của Brion. Morgan đúng là đã đi bộ xuống khu đường dưới trong tình huống mà anh ta có dịch chuyển. Và đây là một pha đánh nhau hơn người cho bên phía của Brion. Dịch chuyển được dùng đến từ Fiora của Dudu, 5 vs 5. Bulldog sẵn sàng trong pha make play ở bên phía cánh trái của pha tranh này với một cú phân chia thiên hạ. Và đó là tình huống Thi Yun lao lên rất liều lĩnh và phân chia thiên hạ để được một thành viên đối phương về. Và đó là một tiếng sai lầm đến từ Thi Yun khi anh ta dùng dịch chuyển bóng lên trước mặt đối phương. Âm Thi yếu máu nhưng anh ta còn đủ khả năng để rút lui trong tình huống này. Đại thử thách không kích được bất kỳ điểm yếu nào đến từ Fiora của Dudu cả, và Karis vẫn có thể đi bộ về. Jerry và Kadia là 3-0-0 đã xong cho mình đòn thủ. Và thậm chí rằng là Taeyun gặp nguy hiểm. Taeyun ơi, không có cái dịch chuyển cổ họng nào cả. Thậm chí Morgan còn chấp luôn cả một viên đá. Đấu này thôi, còn lại thì Brion họ đang gần như là người đứng ở cửa trên sau 18 phút thi đấu vừa qua. Và lại có trường trọng lực kết hợp với cả tả súng hữu đột. Rằng dê kỳ này hơi khó về rồi và Morgan lên tiếng lần thứ 3 trong ván thi đấu. Bulldog làm gì thế này? Được đường giữa nhưng Bulldog lướt thẳng về phía của Karis, vẫn chia tiếng cười rồi và Bulldog nằm xuống. Karis đang muốn dí thêm Dudu. Dudu quay ngược trở lại đấm vào Karis và Dudu rất có thể sẽ có double kill nhưng không có bởi vì Morgan đẩy Dudu tường. Còn 100 máu nữa mà thôi. Dudu cố gắng chạy, ném đá không thành công. Dudu có quay rất khó chịu. Anh ta có mình thêm một điểm hạ gục nữa. Double kill dành cho con Fiora này và Dudu về được. Morgan tốc tiến sang làm chóa cũng không thành công khi bị bản đòn. Dudu khó chịu quá. Morgan vẫn đang muốn dí theo. Tốc độ di chuyển tăng thêm, quy không chính xác. Dudu hồi lại máu. Không có ai ngoại trừ Morgan đang dí theo Dudu cả. Bắt buộc là phải ăn được cái điểm hạ gục này. Morgan đang rất cố gắng, quy không chính xác, đánh thường không né được. Một cú bi nữa cũng không dính. Trời ơi, nhấp nhả rất là khó chịu đến từ bên phía của KDF và họ đúng là đã có 2 đường lính xuống cấp trong pha này. Nếu như rằng sẽ trừng phạt được cả Baron nữa thì tôi không biết là kịch bản nó sẽ là như thế nào cho bên phía của Bro nữa. Brion đang có định đánh ngược trở ra với na khổng lồ của Morgan và để xem ai sẽ là người mở. Bắt buộc phải là Morgan hoặc là Umti mà thôi, Umti sẽ là người mở. Và đó là pha lao vào đến từ Morgan, hất tung 2 thành viên đối phương về và ngay lập tức hủy diệt được Taeyun. Morgan lên tiếng và đây là tiếng giao tranh hủy diệt đến từ bên phía của Brion. Brion đang có lợi thế về người, họ có tới 3 mạ gục. Dudu và Jungle bất lực rồi, họ đã đứng dình Umti, Umti sẽ đứng lại để câu giờ mà thôi. Không những có Umti mà có thêm 3 thành viên nữa của Brion để có thể cản các thành viên bên phía KDF tấm B về. Có một người lên bảng nữa là Jungle, dịch chuyển đường súng đến từ 2 đường đơn của Brion để có thể kết thúc ván đấu và Dudu không đẩy lẻ nổi nữa rồi. Nhà chính đã bể, chiến thắng đã có dành cho Brion. Đang cố gắng để có thể che. Kana bắt đầu quay trở lại cùng với những người đồng đội của mình rồi, sau khi đẩy được đợt tiến lớn xuống khu vực đường dưới, xem tình huống bọc và cố gắng để có thể tấn công ở nhiều góc khác nhau của phía D-Blood kia. Họ chia ra tổng cộng là 4 hướng rồi, đúng là 4 hướng tiếp cận từ bên phía của DK và họ đang ép bên phía Brion lại. Morgan quyết định mở thẳng ra phía bên ngoài nhưng người bị dưới chân lại chỉ là Kelvin mà thôi, nhưng mà Karis đã dứt điểm được đẹp. sau đó trở về khu vực hàng rồng thì bên Virion có lợi thế về người. Canyon vẫn đang lì lợm trong hàng rồng nhưng ta đã buộc phải dùng con chim mồi của mình để bỏ chạy. Còn phía này thì Caris bị giữ chân, một mạng an ủi dành cho bên phía của Soulbreaker. Nhưng rồng đầu tiên của ván đấu thuộc về Virion và sau đó Morgan đang chịu sát thương đến từ Canyon. Đôi về nhà vừa rồi cũng khá là chất lượng, chúng ta đã có huyết kiếm rồi. Morgan đang thể hiện chứng minh được cái giá trị chống chịu của mình với con bài sơn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái lượng sát thương đến từ con Lucian này nó vẫn rất là đáng sợ. Khi mà đó là Cyan rồi đó, nhưng mà vẫn đi gần nửa cây máu trong một lần tràn lên đến từ Death. Nhưng ít nhất là thanh trừng đã không còn. Do đó bên phía Virion có được sự tự tin để tiến ra khu vực hang Baron và họ đang muốn kêu Kana phải dịch chuyển về khu vực hang Baron này. Nhưng 50-50 liệu có an toàn hay không đây? Canyon đổi vị trí phải lao vào rất chất lượng đến từ Soulbreaker, nhưng Bola Băng đã tung ra và kéo lên là người bị giữ chân lại. Ta nằm xuống rất nhanh. Hena đang có chút xíu khoảng trống. Đó là Caris phân chia thiên hạ tốt đẩy Soulbreaker ra, nhưng âm ty đang bị giữ chân lại, vẫn rất nhiều khoảng trống dành cho Dev. Một mình Morgan chịu không nổi, ta đang che chắn cho đồng đội mình lui về. Với những cái chiêu thức quan trọng ha. Còn phía bên kia thì cái khả năng của phía DK bắt lẻ rất là dễ dàng với một cái tả xung vũ đột của Canyon. Canyon quyết định đấm, anh ta đang bị hất tung lên nhưng mà anh ta rất trâu với sự hỗ trợ đến từ khổng lồ hóa, trong khi đó Death thả diều ngược lại và dứt điểm ti. Xạ thủ của bên VDK vẫn đang lui về được, nhưng Caris đã tới và người đang bị kẹt là Soulbreaker sau khi bấm đồng hồ. Kẹo Linh đang bị giữ chân lại nhưng ta vẫn có thể lui về được. Còn ở phía trong thì Morgan đã áp lực đẩy Death ra khỏi pha giao tranh, tuy nhiên đồng đội của anh ta thì cũng đang bị lùa bởi thần cá sấu của Kana. Thì Baron miễn phí à, bởi vì ti phải về. Morgan đã tới với cú dịch chuyển của mình, liệu rằng có đủ sức luôn để có thể phòng ngự trong đây. Nhanh quá, Amaron rất nhanh. Kana thì đang đứng chim mồi, chim có sóng để có thể câu kéo các thành viên của Virion. Thần cá sấu đang bắt đầu được kích hoạt và anh ta quyết định bơi vào né được cái thủy ngục. Soulbreaker cũng đang có mặt ở đây để có thể tấn công về Epoch. Phi Thạch thì nó lộn hướng nhưng không sao cả, Phi Thạch lần tiếp theo vẫn gây được áp lực và tiếp tục là cái thế bơi vào đến từ Kana để có thể câu kéo. Ở phía sau lưng là Dev thùng rượu nổ tốt, ép được cái giáp thiên thần của Kana nè, vẫn đang cố gắng để có thể gìn giữ nhau, hỗ trợ nhau. Morgan bắt buộc phải sử dụng cho mình đó tốc biển. Cannon đã vòng ra phía sau rồi, Morgan hơi khó để có thể về. Anh ta sẽ câu kéo đồng đội để giúp cho đồng đội. Anh ta có định thu hút đối phương để cho đồng đội về, nhưng mà Hena vẫn bị bắt lại bằng pha phi thạch của Soulbreaker. Sao anh ta có thể giữ được con bùa xanh này khi mà đồng đội của mình sẽ phải ở trong trụ để có thể giải quyết lính? Hoa sao sáng và tận dụng rất tốt. Ti đang lòn, như vậy là quyết định không đánh vào rừng và đánh vào đường trên. Morgan đã có pha làm choáng thành công, trong CC vào tốc biến. Wow. Phát đánh rừng cuối cùng rồi Morgan chiến công đầu trên đường trên của Rion. Ti lại xuất hiện cánh trên, dùng tốc biến ma thuật để vượt qua một cái bức tường và pha làm choáng vẫn thành công. Đột kích băng giá hơi thiếu tầm một tí nhưng vẫn sẽ trồng CC được. Duran vẫn có điểm ma gục nhưng cái giá phải trả là ta cũng sẽ phải nằm xuống. Nhưng pha này thì Ti có mặt ở ngay vị trí đứng đợi Duran, người không có tốc biến nhưng ta có đồng đội nha. Vinus đứng ngay kế bên và Delay đang chuẩn bị nhảy qua tường nhưng quá trễ, điểm ma gục cho Morgan. Ti đang phò tá cánh trên của mình cực kỳ hiệu quả. Bây giờ Rion đang cố gắng ăn sứ giả nhưng mà vẫn có đủ người từ bên phía Genji ở đây. Họ đánh vào Chovy nhưng mà không được. Delay vào vị trí đang đợi xạ thủ ra rồi, xạ thủ ra rồi. Cơn ác mộng mang tên Raven 1,5 món bắt đầu quạt vào đội hình của Rion. Họ đang cố gắng lùa Bay ra nhưng Bay vẫn đang bắn một cách rất thoải mái và Ti chịu không nổi. Ti gục ngã, Morgan cũng đang chạy, Morgan bị móc lại thôi. Morgan bật phản công lên để cố gắng tấn công vào đối phương nhưng có thanh tẩy và ngay lập tức Morgan cũng nằm luôn. Tình khá là thơm, lượng máu ít, CC chồng và không thể nào hụt được. Combo này rất dễ chơi và Morgan đánh né được Bola Băng, sau đó trụ bắn vào người của Duran. Morgan phòng ngự thành công, tí nữa là lấy mạng luôn rồi. Đánh tới chết luôn với đối phương. Sứ giả Vinus không còn nhiều máu nữa nhưng mà không có trừng phạt ở đây. Ti có mặt và đó là mạng dành cho Morgan. Sau đó Morgan quay qua chặt tiếp vào người Duran, cái giá phải trả có thể là rất đắt. Duran không còn tốc biến nữa. Morgan đang nhìn thấy cú double kill của mình và Morgan có cú double kill, ăn một nhưng trả hai. Tấn công đến từ Morgan, tả xung hỗn đột đang sẵn sàng. Cực cả với các bạn là lúc này lông mày Morgan đang giật giật, lông mày phải đang giật giật, tức là rừng cánh trên, đứng rất gần cái bụi, cắm con mắt vô nhẹ giật lại né cú đấm đỉnh thật sự, như là một bậc thầy võ học. Với một tình huống có được một cái cảm nhận sát khí của vị đối phương, cắm mắt kiểm tra sau đó phản ứng rất nhanh tay. Ok, bây giờ gọi rừng ra phía sau nhưng có một con mắt kiểm soát được cắm ở trong cái bụi cỏ chặt ba rồi. Cái ý đồ phản găng đến từ Ti. Ôi pha này Morgan biết chắc chắn là có Vi ở trong bụi nha, sẽ làm tình huống giao tranh hai bé sai. Ui, Morgan vẫn có được mạng nhưng phản công đại thử thách vẫn đạt kích hoạt, vẫn chưa về hồi phục cái lượng năng lượng của ta và vẫn đang bám trụ của mình dưới. Mọi người trở lại từ bên phía của Genji đang tập trung đủ cả 5 thành viên, họ không muốn mất con sứ giả này. Với lợi thế hơn về mặt nhân sự thì Genji đang là đội tuyển có lợi ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Thằng Na này rất là ngon nha, nhưng mà nó hơi đơn độc. Vũ hả? Còn gì đau đớn hơn khi mà nơi mà chúng ta đặt niềm tin lại là nơi tiếp tục Morgan là Venus. Một ngày một phóng viên thể thao tổ chức buổi phỏng vấn, Rion đã phản bội tôi. Chạy đường ngay góc đây tự nhiên tí ti thả chiêu cuối xong nhìn thấy là vô thế rồi. Tôi vẫn chạy được nè. Đúng mà okay, vấn đề là có muốn sống hay không thôi. Quay người qua máy ti xử lý luôn pha găng đường dưới luôn á. Làm đến như vậy rồi, câu 2 lần Binat lên đường trên lấy hết chiêu cuối của Genji. Và tất cả gì ti phải làm là xuống dưới lùm 2 mạng mà thôi. Ôi, pha xử lý khéo thật sự. Đầu tiên là một tình. Hiện ra vị trí của Quamty đang ở đâu cả. Nếu như Quamty sẵn sàng làm một tài chung với việc có cấp độ 6 đến khu vị trí Helena với cú chiêu cuối, còn đây là góc tấn công tốc biến chiêu cuối luôn, mọi thứ dồn vào vị trí Kingan, chắc chắn sẽ không hình hóa kịp Na khổng lồ và điểm hạ khung cực nhường dành cho rắc trong tay của Morgan để cùng với Quamty tấn công trụ. Phan lao lên từ từ JK với sát chiêu hoàn hảo, nhưng sát chiêu nào lần 2 của anh ta bị ngắt và đó là một tiếng băng trụ đến từ bên phía của Brion. Morgan đã cùng với Quamty hạ gục thành công được đầu tàu của Hawalai, đó chính là JK và chủ động tấn công tìm kiếm vị trí của Kingan, và nếu như Kingan đứng ở vị trí nguy hiểm anh ta có thể gặp nguy hiểm, phát hiện ra rồi. Gồng đấm bùng nổ, lao qua tường, chiều cuối luôn, Morgan gồng choáng, bắt choáng thành công đến từ cái chân đứng trên bên phía của Rion và sắp thương lại đủ. Tiếp theo Quamty nhanh tấn công chung cuối và cái đồng hồ của Live rồi, vẫn là pha lao vào cực kỳ mạnh mẽ từ bên phía của Rion. Carrick bấm được đồng hồ, anh ta sống sót với 1 chấm máu và chung cuối của anh ta đập bắn vào tường, Carrick đập xuống. Và đó là một tiếng xử lý kỹ năng cực kỳ phê từ đường giữa bên phía Rion. JK lao lên cách mạo hiểm nhưng đã có đồng hồ và Morgan lao vào lấy bảng của Live. JK tỉnh sau khi đồng hồ hết kết thúc và anh ta có lẽ cũng sẽ phải lấy bảng một thôi. Đã có kill dành cho Morgan. Click cũng đang đứng ở một cái vị trí tương đối là nguy hiểm. Thì vẫn đang kiên nhẫn đứng dình. Đây sẽ là khoảng thời gian rất là nhạy cảm nha. 5 giây nữa bộ lợi linh hồn dòng màn tuổi sẽ được sinh ra và Live gặp nguy hiểm, đã dính chiêu cuối, đã dính thêm hiệu ứng. Và Morgan gỗ quá đau trong pha này, điểm vào cũng thứ 9 dành cho bên phía của Brion. Và tiến thẳng ra bộ lợi linh hồn dòng ngàn tuổi đến từ bên phía của Brion mà thôi, khi họ đang có lợi thế về người. Quá khó khăn dành cho bên phía của Hawalai, một sai lầm trong khâu di chuyển tới từ hỗ trợ của Hanwa đã khiến cho bên phía của Brion vươn lên trước về nhân sự tại thời điểm này. Vừa rồi cũng là một sai lầm, Hena mất đi trường mình được cây báo nhanh đã rút lui kịp với hồi máu. Nid đang áp lực với cú cạnh tranh trừng phạt của mình. Morgan lao vào làm choáng được 3 thành viên đối phương, trong đó có Viper. Viper hết phép bổ trợ đứng chờ trước mặt và Morgan đã kết liễu xạ thủ đối phương rồi. Mặc dù có người nằm xuống đó chính là Hena, nhưng đó lại là một tiếng xử lý nữa cho thấy được đường trên bên phía của Brion đang đánh tốt như thế nào ở trong ván thi đấu thứ 2 này. Cùng với đó là áp lực về nhân sự rút cho bên phía của Brion có được con rồng ngàn tuổi này. Nid đang tìm mọi cách để có thể tiếp cận, anh ta chưa bị lộ vị trí. Mục tiêu lúc này của Nid sẽ là một pha cạnh tranh trừng phạt 50-50. Anh ta bị lộ vị trí và Morgan lại tìm thấy được Nid nữa rồi. Nid bấm đồng hồ, tốc biến của anh ta còn, trừng phạt của anh ta còn, nhưng anh ta có về được hay không, anh ta không tiếp cận nổi khu vực hàng rồng nữa. Morgan tiếp cận ở góc độ cực kỳ đẹp so với những gì Raffle có thể làm, và đồng thời đó cũng là một pha tiến vào hơi sâu vì bây giờ lại là giao tranh battle đã gặp nguy hiểm. Akali là người tiến tới tung diễm nổ đẩy, nhưng Akali được tiếp cận một cách dễ dàng với Nami và đó điểm bạo gục dành cho Karis. Các thành viên đội tuyển Brion ngoại trừ cái chiến công đầu mà thôi, không nhầm nếu tôi nhớ không nhầm. Và bây giờ lại là một tình huống nữa mà Radko đang đi lang thang, anh ta bị hút vào với đội bắt gái, ta tiếp tục 19 tuổi, điểm yếu thứ 3 được khai thác và đó là thời điểm mà Radko phải nằm xuống. Morgan đang bị làm mềm quá rồi, mất đi gần 1/2 cây của mình và có luôn khổng lồ hóa dành cho Morgan tới từ Rascal, mất tốc biến thoát đi sau khi kích hoạt đồng hồ. Cả hai đội tuyển dàn chân và Akali đang người vòng ra từ tuyến sau với một góc độ đã có mắt được cắm tới thành viên đội tuyển DX. Họ nắm được thông tin vị trí của Akali và họ cử một người ra để ngăn cản, đó chính là Karis. Vẫn đang tiếp tục muốn làm mềm đi Karis và con rồng đã có dành cho các thành viên đội tuyển Brion. Nhưng nếu như Underbaron mất đi một đường thì tôi không nghĩ là đó là cái đáng lời dành cho DX. Họ chỉ còn cách như vậy mà thôi, dịch chuyển không có, đó sẽ là một pha đẩy thẳng vào tận nhà chính tới từ Morgan. Trong khi đó những người đồng đội còn lại cần phải hoàn thành mục tiêu là câu kéo thời gian với gặp nguy hiểm có thể đang là Carrick. Anh ta kịp thời gặp được cái đầu của Lucian, kích hoạt đồng hồ, anh ta không còn tốc biến, anh ta bắt số chiêu nào lần này, anh ta bắt bom khói, anh ta về kiểu gì? Câu trả lời là đi bộ và về thôi, quá đơn giản. Và đó là trục cuối được kích hoạt lên tới từ Jerry, đẩy lui hoàn toàn các thành viên đội tuyển DX, mất cả chì lẫn chài rồi vì phía bên trong nhà Fiora vẫn đang đẩy, Coco đang bị săn, Fed cũng đang bị săn, Fed muốn quay ngược trở lại góc cùng Coco sắp được đầu ra là không đủ. Gragas của Rasco là người tiến về phòng ngự. Jerry vẫn đang giả diều, Jerry hút bóng quá áp, Jerry bắn được và có đủ khả năng cover đến từ Iphone. Suýt chút nữa đó đã là quét sạch và đó là chiến thắng trên cả hai mặt trận dành cho các thành viên đội tuyển Brion. Cạnh tranh ở khu thang rồng là 50-50, KMT vẫn đang đứng ở đây, tung trận đồ thả ra và con rồng nó thuộc về vì sau cú trừng phạt còn 80 máu tới từ vị trí của Ân Tì. Phía bên trong nhà thì Sao Morgan đang cân hơn phết và chém thành công với một trụ nhà chính. Các thành viên đội tuyển DX đang muốn tìm đường rút lui về đầu tư cả dịch chuyển của Gragas cho Chakov và Gragas có bị cản hay không? Câu trả lời là không, nhưng Jerry của Hena đang trả lời Ripa nữa. Và cho dù là Đông Nam hay là Pleta thì vẫn là xạ thủ không gây đam. Đội của Captonia rồi vào đây. Chúng ta đã được mục sở thị một tình huống ngày cân đôi. Đầu tiên là Rasco chém cho bấy, mất một nửa máu, quay sang chém tiếp vào phết. Đồ vương là áp, hồi được tương đối nhiều máu. Morgan bỏ người chuyển sang đánh nhà và bỏ nhà chuyển sang chạy và có phản đòn đầu từ, né luôn cả sóng tần, không né được trốn vào bắt, né luôn cú đấm bùng nổ rồi thì sao, không cần chiêu cuối được tung ra vì cũng đã giúp những người đồng đội mình hạ thành công được. Morgan chuyển về để phòng thủ, Morgan nhận thấy cơ hội của mình ở trong nhà chính đối phương và anh ta bắt đầu tấn công vào nhà lính trước sự bất lực đến từ người chơi đường trên bên phía DX. Và thậm chí Rasco trong những nỗ lực của mình có thể sẽ bị tấn công ngược trở lại, anh ta đã tốc tiến chạy rồi, phản lao lên đến từ Karis, phản lao vào tới từ Fed, cả hai đều bấm đồng hồ và cả hai đều có thể gặp nguy hiểm. Fed lao vào có định đổi mạng với Hena nhưng anh ta không đủ sát thương. Trong nhà chính của các thành viên DX thì Morgan đang tấn công và anh ta sẽ kết thúc ván thi đấu này. Sự bất lực đến từ Rasco trong việc ăn cả đường trên Brion kết thúc ván thi đấu đầu tiên. Đã có cấp độ 6 và đang có mặt tại khu cánh trên. Và đây là một tình huống mà bên phía của DX muốn phát động tấn công vào một con cá sấu, không còn cú cắt và sát nữa, nhưng sát thương còn liệu có đủ hay không đây. Pha phản công tới từ vị trí của Công Ty, Bola băng đưa ra đến từ Johan, nó chỉ mang tính chất khép góc và đó là tình huống chắc chắn anh ta sẽ phải lên vàng mà thôi. Một sai lầm đến từ bên phía của DX trong việc tấn công Morgan. Trong vai trò hỗ trợ thì Barrel có thể là gục như phép ăn xe, hỗ trợ như này thì tôi cũng muốn chơi. Vì bên kia thì sao Rasco lại đang bị quay, lần này anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta vẫn phản công làm chói nhưng tốc biến đuổi theo tới từ Morgan, truy đuổi rất sát vẫn còn săn và đó là điểm đó thuộc về Ân Tỷ.